Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, tổng số ca mắc COVID-19 của cả nước là gần 3.000 ca, trung bình khoảng 440 ca trên một ngày. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì vậy, tiêm mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho người lớn và tiêm liều cơ bản cho trẻ em vẫn là biện pháp quan trọng để thích ứng an toàn với dịch bệnh. Để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, từ đầu năm đến nay, ngành y tế Đà Nẵng vẫn duy trì thường xuyên các điểm tiêm chủng để phục vụ người dân. Từ khi bước vào năm học mới đến nay, các điểm tiêm chủng cũng được điều chỉnh lịch tiêm cả những ngày cuối tuần để phụ huynh có thể đưa con đi tiêm chủng. Mình cảm thấy là rất là yên tâm khi mà mình tiêm cái vaccine này cho các cháu để đảm bảo cho các cháu hòa nhập với cộng đồng để thực hiện các hoạt động của việc học tập cũng như là các hoạt động xã hội một cách an toàn. Sức khỏe của mình được ổn định hơn, được tiêm mũi 4 thì mình thấy mình là được đã góp phần cho sức khỏe của cộng đồng gia đình và cho những người xung quanh. Thực tế cho thấy sau khi dịch bệnh được kiểm soát, đã có bộ phận không nhỏ người dân có tâm lý chủ quan, nên nhiều người không tuân thủ việc tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành y tế. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc tỷ lệ tiêm chủng mũi 4 cho người lớn và tiêm liều cơ bản cho trẻ em tại nhiều địa phương, trong đó có Đà Nẵng, vẫn ở mức thấp. Virus SARS-CoV-2 là cái tính chưa ổn định, dễ biến đổi và nó giảm dần theo thời gian. Và đặc biệt, cái sự biến đổi đấy nó luôn tiềm ẩn cái vấn đề tạo các cái biến thể phụ mà có khả năng lây lan nhanh, gây cái bệnh cảnh nặng và thoát miễn dịch, có nghĩa là thoát khỏi vaccine. Và với cái điểm đấy thì cái vấn đề chúng ta luôn duy trì cái miễn dịch thường xuyên theo thời gian là rất cần thiết. Chính cái điểm này thì chúng ta cần phải tiêm nhắc. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch